hai xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz. Ngày hôm nay Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc xe mà được rất là nhiều các anh chị quan tâm và chờ đợi em nói trong cái thời gian vừa qua. Đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLC phiên bản All-New các bạn. Thì ngày hôm nay Duy để ở đây chiếc xe GLC 300 phiên bản All-New hoàn toàn với cái phối màu trắng và nội thất màu nâu. Có thể nói đây là cái phối màu mà có thể nói là hot nhất trong thời điểm hiện tại bây giờ, và cũng như đây là cái màu mà rất là nhiều các anh chị khách hàng quan tâm. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe GLC 300 phiên bản 2023, phiên bản mới hoàn toàn này nó sẽ khác gì so với cái phiên bản 2021, 2022 mà các bạn đã được xem rất là nhiều rồi. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe GLC 300 của chúng ta hiện tại bây giờ có một cái phần đầu xe được thiết kế rất là thể thao, và chúng ta nhìn cái cảm giác đầu xe với phiên bản All-New này nó sẽ to và rộng hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản 2022, 2021 ha. Điển hình là các bạn sẽ thấy tại sao nó rộng hơn ha, là cái phần đèn xe được thiết kế nè các bạn, được vuốt nhỏ hơn và kéo dài tới bên lưới tản nhiệt luôn. Đó, cả hai bên chúng ta sẽ thấy nè, làm cho cái phần mà đầu xe của chúng ta thêm cái phần mà thể thao cũng như là cái phần lưới tản nhiệt hiện tại bây giờ các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ to hơn với cái phiên bản trước đây nữa. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là đây là cái thiết kế mới của những cái mẫu xe AMG hiện tại nè. Các bạn thấy là lưới tản nhiệt thì được thiết kế là những cái ngôi sao ba cánh ha, logo của Mercedes-Benz, thay vì là những cái họa tiết kim cương trước đây trên những cái mẫu xe GLC 300 thế hệ trước ha. Cản dưới thì các bạn cũng sẽ thấy là nét đặc trưng của AMG thì các bạn cũng sẽ thấy không có thay đổi nhiều, vẫn được thiết kế rất là khí đồng học. Đó, các bạn thấy nè, ở đây có một phần chi tiết của cái cản nè, gió có thể là đi từ phía trước thẳng xuyên ra phía sau luôn ha. Đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy cái phần đầu xe của chiếc xe GLC 300 hiện tại bây giờ nó sẽ là cái logo dạng 3D các bạn, bởi vì là bên trong cái logo này nó còn có những cái radar ha, những cái cảm biến để cho chiếc xe của chúng ta hoạt động những cái tính năng như là cảnh báo giữ khoảng cách, tính năng distance ha, nó kết hợp với những cái camera trên kính chắn gió nữa. Vì với phiên bản mới hiện tại bây giờ thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe GLC 300 của chúng ta được nâng cấp rất là nhiều những cái tính năng hỗ trợ lái, giúp cho người lái của chúng ta nhàn hơn cũng như là an toàn hơn rất là nhiều. Đó, các bạn sẽ thấy nè, ở đây có một cái camera đồng nghĩa với việc là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản mới này của chúng ta là camera 360 độ. Thì với cái chi tiết này giống như là phiên bản 2022, phiên bản 2021, nhưng đối với cái camera 360 độ hiện tại trên chiếc xe GLC này, đây là cái camera 3D các bạn nha, camera 3D cho một cái trải nghiệm khi mà chúng ta lùi xe nó sẽ thực tế hơn cũng như là quan sát được tốt hơn rất là nhiều so với là phiên bản trước đây. Về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe GLC 300 phiên bản mới của chúng ta được trang bị cái đèn pha Digital Light thực sự các bạn. Với một cái chiếc xe các bạn thì cái phần mà đèn xe, cái phần đầu xe của chúng ta là một cái chi tiết rất là nhiều người chú ý, cũng như là cái xe của chúng ta nó có đẹp hay không các bạn là nó sẽ thể hiện rất là nhiều ở cái phần đầu xe. Đó, cho nên là cái phần đèn xe là một cái chi tiết coi như có thể nói là rất là quan trọng ở trong cái chiếc xe của chúng ta ha. Đó, thì với cái đèn pha Digital Light này, ở bên trong mỗi cái đèn nó sẽ có 1,3 triệu tấm gương để mà hỗ trợ cho cái việc mà tăng cường cái khoảng sáng cũng như là những cái tính năng khi mà chúng ta lái trên đường, rất là hay các bạn. Thì với cái đèn pha Digital Light này thì Duy sẽ để thêm cái link cho các bạn xem để các bạn tìm hiểu rõ hơn về cái đèn pha Digital Light này. Đây là một cái đèn hiện đại nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ các bạn, và được trang bị trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này ha. Ok, khi mà chúng ta nhìn từ bên hông chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đuôi xe nó sẽ được thiết kế thể thao hơn so với cái phiên bản trước đây. Đó, điển hình là khi chúng ta nhìn từ bên hông như thế này, chúng ta nhìn thấy cái chiếc xe GLC của chúng ta gần giống như những cái chiếc xe coupe các bạn, những cái chiếc xe thể thao ha. Điển hình là cái chi tiết này. Đó, các bạn sẽ thấy là trước đây chiếc xe GLC 300 phiên bản 2022 á, thì cái cửa sau các bạn thì nó sẽ đi ra tới ở đây luôn, rồi nó sẽ mới cúp xuống. Nhưng mà đối với phiên bản mới này thì các bạn sẽ thấy à, cái phần viền rơm này nè, nó sẽ được cúp xuống từ từ ha. Đây là một cái chi tiết cũng là thay đổi khi mà chúng ta nhìn từ bên hông, làm cho chiếc xe của chúng ta thể thao hơn. Ngoài ra, một cái chi tiết thể thao giúp cho chiếc xe GLC 300 thêm phần ấn tượng, như nghĩ là với cái chi tiết này các anh chị khách hàng sẽ thích hơn rất là nhiều, là cái cụm đèn xi nhan cũng như là gương chiếu hậu các bạn. Thì bây giờ là cái gương chiếu hậu nó sẽ được bắt ở trên cái cửa của chiếc xe, thay vì là sẽ bắt ở trên cái khu vực này giống như những cái chiếc xe trước đây hoặc là những cái xe thông thường các bạn. Với cái gương chiếu hậu như thế này thì các bạn chỉ thấy trên những cái mẫu xe thể
thể thao, những cái mẫu xe coupe của Mercedes-Benz. Nhưng GLC của chúng ta bây giờ các bạn thấy không, đã có cái cụm gương như thế này, chứng tỏ chiếc xe của chúng ta nó được nâng lên một cái phân khúc khác nữa các bạn. Đó là một cái phân khúc rất là thể thao ha. Đó, các bạn sẽ thấy là gương chiếu hậu của chúng ta có một cái đèn hình tam giác. Thì với cái tính năng này là tính năng cảnh báo điểm mù, giúp cho người lái của chúng ta quan sát những cái khu vực bên hông này nó sẽ được an toàn hơn, kiểm soát tốt hơn. Thì cái tính năng cảnh báo điểm mù này Di cũng đã giới thiệu cho các bạn xem rất là nhiều lần rồi, và ngày hôm nay Di cũng sẽ nhắc lại nhanh thôi các bạn. Thì đối với cái khu vực cản sao bên trong các bạn, thì các bạn sẽ có hai cái cảm biến radar các bạn, để giúp cho cái xe của chúng ta nhận biết được cái xe đang lưu thông ở bên hông hoặc phía sau. Đó, thì gương chiếu hậu của chúng ta không có thể nhìn thấy được, thì cái cảm biến này nó sẽ nhìn thấy và nó báo lên để cho chúng ta kiểm soát cái xe tốt hơn khi mà chúng ta quẹo trái hoặc là chúng ta rẽ phải ha. Đây cũng là một cái tính năng mới mà phiên bản 2021-2022 vẫn chưa có. Các bạn sẽ thấy là trên tay nắm cửa của chúng ta có chi tiết mạ chrome nè các bạn, thì đồng nghĩa với việc là chiếc xe GLC 300 của chúng ta đang được trang bị cái tính năng Keyless Go, lóc cửa, mở cửa thông minh và nổ máy xe không cần cái chìa khóa ha. Đây là một cái tính năng coi như là cũng khá là tiêu chuẩn mà phiên bản trước chúng ta cũng đã có ha. Về phần mâm xe thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 được trang bị cái lớp xe là 255/45R20, có nghĩa là mâm xe của chúng ta là mâm 20 inch. Đó, nó sẽ lớn hơn 1 inch so với lại cái phiên bản trước đây. Đó, và một điểm nữa các bạn, Di sẽ cho các bạn xem ở cái phần bánh trước của chiếc xe. Thì đối với cái đĩa phanh hiện tại bây giờ, các bạn sẽ thấy là đĩa phanh của chúng ta nó sẽ to hơn, có đục lỗ. Ngoài ra thì cầm phanh của chúng ta được thiết kế to bản hơn, có thể là to gấp đôi so với lại cái phiên bản 2021-2022. Đó, thì chính vì cái cầm phanh chúng ta to hơn, cái đĩa phanh của chúng ta to hơn như thế này, thì giúp cho cái chiếc xe chúng ta nó phanh rất là tốt bạn, tốt hơn nhiều so với lại cái phiên bản trước đây, cũng như là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Thông thường thì các anh chị khách hàng khi mà đi mua xe các bạn thì hay bỏ quên những cái chi tiết này. Đó, thắng xe là một cái yếu tố coi như rất là quan trọng ha. Và những cái chiếc xe mà phải nói là được Mercedes-Benz hoặc là được nhà sản xuất họ chăm chút rất là nhiều, thì ở cái phần này chúng ta nhìn vào cái bộ phanh của chiếc xe thôi là chúng ta có biết là cái chiếc xe đó nó như thế nào rồi các bạn, ít nhiều chúng ta sẽ biết được như thế nào rồi. Hoặc là những cái mẫu xe AMG của Mercedes-Benz, các bạn nhìn vào cái gầm phanh thôi là các bạn cũng đánh giá được đây là cái chiếc xe phải nói là được trang bị cái phanh rất là tốt, hoặc là cái hiệu suất nó rất là tốt, thì nhà sản xuất mới được trang bị cái gầm phanh nó to và cái đĩa phanh nó to như thế ha. Lớp xe của chúng ta hiện tại bây giờ là không phải là lớp Runlat, nó vẫn là cái lớp thai fit giống như là trước đây các bạn nha. Chi tiết này thì Di nghĩ là nếu mà Mercedes-Benz trang bị thêm cái lớp Runlat nữa thì Di sẽ thích hơn rất là nhiều. Lớp xe của chúng ta là lớp Continental các bạn nha. Một cái điểm nữa các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái bể bước của chiếc xe GLC 300 phiên bản mới của chúng ta thì cái phần trước các bạn được sẽ thiết kế là nó nhỏ hơn, mỏng hơn các bạn, nhưng mà nó sẽ được to hơn, dài ra từ phía sau. Đó thì đây là một cái chi tiết mà Di nghĩ là cũng chi tiết thay đổi nhỏ thôi các bạn. Bởi vì là đối với cái phiên bản trước đây các bạn sẽ thấy là cái bể bước nó sẽ to từ trước ra sau bằng nhau luôn. Khi mà chúng ta bước, cái thói quen mà chúng ta bước từ ở trên phía trước xuống các bạn, thì thường là chúng ta sẽ bước xuống đất luôn, chứ không có ai bước lên cái bể bước này hết. Đó thì trước đây thì có nhiều khách hàng là phàn nàn là cái bể bước này nó hơi vướng, cũng như là nó làm cho cái ống quần của chúng ta nó bị dơ ha. Thì với cái thiết kế mới bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là cải tiến được cái phần đó. Bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau ở bên hông một chút xíu, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái đường dập nổi các bạn. Đó, nó chạy dài từ cái cửa xe, nó kéo dài ra tới phần đèn xe. Thì với cái chi tiết này giúp cho cái chiếc xe của chúng ta nó nhìn nó cũng cá tính và gân guốc hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản trước đây. Đó, ngoài ra thì cái đèn xe các bạn sẽ thấy là bây giờ được sẽ thiết kế nhỏ lại, cũng như là kéo dài từ cái khu vực này sang cái góp của chúng ta luôn. Khi mà chúng ta nhìn từ bên hông như thế này các bạn, thì chúng ta cảm giác là cái đèn của chúng ta nó giống như là nó liền mạch từ bên trái sang bên phải nha. Nhưng mà thực chất không phải. Đó, ở đây là được một trang bị một cái nẹp màu đen bóng ha. Khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta cảm giác là nó liền mạch. Cái thiết kế cũng rất là thú vị trên cái chiếc xe GLC 300 này. Đó, GLC 300 thì lúc nào cũng sẽ được trang bị hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, giúp cho chiếc xe chúng ta bám đường tốt hơn, hoặc là khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường xấu á, thì chiếc xe của chúng ta nó cũng sẽ vận hành tốt hơn rất là nhiều so với là chúng ta chỉ sử dụng một cầu. Khi mà Di mở cái cốp các bạn, thì Di cảm giác một điều là cái nút bấm của cái cốp hiện tại bây giờ cho cái phiên bản mới này nó cho một cái độ êm ái, nó mượt hơn so với lại cái phiên bản trước đây. Về phần cốp xe thì các bạn sẽ thấy đây là cái cốp xe rộng nhất trong phân khúc luôn các bạn nha. Rộng nhất trong phân khúc có nghĩa là cái cốp xe của chúng ta hiện tại bây giờ được rộng hơn so với lại cái phiên bản trước đây luôn. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần cốp xe nó rất rất là sâu luôn.
Ở đây thì vẫn có một cái chi tiết để chúng ta che hành lý ha. Khi mà chúng ta để những cái đồ lung tung ở dưới đây các bạn, chúng ta sẽ kéo lại để từ phía trước nhìn xuống này chúng ta sẽ thấy nó gọn gàng lịch sự hơn, hoặc là từ bên ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy gọn gàng hơn các bạn nha. Ở đây vẫn có hai cái nút bấm để chúng ta gập cái hàng ghế ở phía sau lại. Gập lại các bạn nha. Đó, khi mà chúng ta gặp lại như thế này thì chúng ta chở được rất rất là nhiều đồ, cũng như là những cái đồ mà rất là dài các bạn, chúng ta có thể là chở rất là gọn gàng. Phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy là GLC 300 được trang bị cái lớp xe dự phòng. Đó, và cái lớp xe này là lớp xe nhỏ thôi, để chúng ta có thể là thay đổi lại khi mà chúng ta vá xe xong ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của cái chiếc xe GLC 300 AMG phiên bản 2023 này. Chìa khóa này của chúng ta vẫn được thiết kế mới các bạn nha. Thì với cái form chìa khóa này nó giống như S-Class với là C-Class hiện tại bây giờ. Bây giờ Di sẽ nổ máy lên cho các bạn xem nè. Khi mà Di nổ máy lên các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái xe GLC của chúng ta nó êm hơn rất là nhiều so với là trước đây. Chúng ta sẽ không còn nghe cái tiếng đề máy nữa, bởi vì là GLC 300 của chúng ta đang được trang bị cái động cơ mild hybrid. Nó sử dụng cái motor điện 48V để khởi động cho động cơ đó. Hiện tại thì bây giờ là đa phần các mẫu xe bên Di đều được trang bị cái động cơ mild hybrid này rồi, cũng như là có thêm cái motor điện để mà bổ trợ ha, giúp cho xe chúng ta vận hành nổ máy êm ái hơn, cũng như là nó tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều, cũng như là làm cho cái phần công suất của chiếc xe cũng như là moment xoắn nó tăng lên nữa. Về phần nội thất này thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe GLC 300 nó cũng không khác nhiều so với lại cái chiếc xe C300 AMG phiên bản 2022 mà Duy đã quay cho các bạn xem ha, trước đây rất là nhiều lần rồi. Đó, về phần thiết kế thì Duy thấy là cũng không có gì mà khác nhiều so với C300, nhưng đối với cái xe GLC của chúng ta phiên bản 2022 thì coi đây là một cái thiết kế mới hoàn toàn luôn, với những cái màn hình là những cái thiết kế hốc gió máy lạnh các bạn, nó cũng thay đổi gần như là hết 100% luôn ha. Với cái thiết kế này thì Duy nghĩ là nó sẽ hiện đại và nó phù hợp hơn rất là nhiều cho các bạn trẻ, những cái anh chị mà coi như là yêu thích về thể thao và công nghệ thì nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Còn đối với lại các khách hàng mà lớn tuổi hơn các bạn thì Duy nghĩ là với cái thiết kế cũ nó vẫn sẽ phù hợp hơn. Đối với cái thiết kế mới này thì Duy thấy là nó sẽ được tối giản nè, các nút bấm bây giờ nó sẽ không còn nhiều nữa, mọi thứ đều tích hợp ở trên cái màn hình của cái chiếc xe ha. Đó, thực ra thì Duy nghĩ là nó khó thì cũng phải không phải khó đâu, chúng ta chỉ cần mà sử dụng khoảng tầm 1 tuần lễ hay 2 tuần lễ các bạn thì chúng ta có thể là sử dụng rất là nhanh rồi. Ngoài ra thì hiện tại bây giờ là đều là ngôn ngữ bằng tiếng Việt cho nên nó cũng rất là thân thiện và dễ sử dụng ha. Vô lăng của xe đây là cái vô lăng thể thao với cái thiết kế mới, cũng như là cái vô lăng nó chúng ta nó có cảm giác là nó nhỏ hơn so với lại những cái vô lăng thông thường. Ngoài ra thì cái tay nắm của cái vô lăng các bạn nó cũng sẽ chắc tay hơn ha. Thì cái vô lăng AMG cũng như là vô lăng thế hệ mới này thì được trang bị hầu như là những cái nút của chúng ta đều là cảm ứng hết, cái gì nó cũng thiết kế rất là liền lạc với nhau. Thì đối với cái chiếc xe C300 AMG này, ngoài những cái thiết kế mới thì cái chiếc xe GLC 300 vẫn được trang bị những cái tính năng hỗ trợ lái, chẳng hạn như là tính năng giữ khoảng cách nè các bạn, để giúp cho chúng ta lái xe trên những cái đoạn đường cao tốc. Chúng ta kích hoạt cái tính năng này thôi là xe của chúng ta nó sẽ tự chạy bám đuôi theo chiếc xe trước. Tiếp theo là tính năng phanh chủ động, giúp cho người lái của chúng ta khi mà chúng ta mà thiếu quan sát á, thì nó cũng có thể là hỗ trợ chúng ta rất rất là tốt ha. Tính năng cảnh báo điểm mù thì Di đã vừa giới thiệu cho các bạn xem rồi. Đó, ngoài ra thì còn một cái tính năng nữa, đó là tính năng cảnh báo lên đường. Chúng ta không tập trung các bạn thì có thể là chúng ta cán vào những cái lên đường thì cái xe của chúng ta nó cũng sẽ cảnh báo cho chúng ta, cũng như là nó sẽ tự động đánh lái, giúp cho chiếc xe của chúng ta chú ý hơn và chúng ta sẽ kiểm soát cái xe lại tốt hơn ha. GLC 300 thì được trang bị cái cửa sổ trời panoramic sunroof ha. Thì thông thường là đối với những cái mẫu xe mà cuối bản của một cái dòng xe các bạn thì thông thường đều được trang bị những cái tính năng này hết rồi, tiêu chuẩn rồi ha, gì cũng sẽ không có nói nhiều nữa. GLC 300 thì được trang bị cái màn hình thế hệ mới cũng như là hệ điều hành mới, cho nên là cái việc mà chúng ta kết nối điện thoại vào bên trong xe các bạn qua cái Apple CarPlay hoặc là Android Auto bây giờ cũng là không dây luôn rồi ha. GLC 300 thì được trang bị cái sạc điện thoại không dây ở đây. À, chúng ta chỉ việc để điện thoại vào trong đây thì nó sẽ sạc điện thoại cho chúng ta rồi. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là rất là giống như là ốp carbon, nhưng mà không phải, đây là ốp sợi kim loại các bạn nha. Ốp sợi kim loại nhìn rất rất là giống carbon. Cái phần nội thất của chúng ta thêm cái phần mà thể thao và cá tính hơn rất là nhiều. Và Duy nghĩ là với cái phần nội thất
trên cái chiếc xe GLC 300 phiên bản mới này hoặc là C300 đó, thì chúng ta lái xe vào buổi tối thì nó cho một cái cảm giác rất rất là thú vị, cũng như là khi mà chúng ta ngồi bên trong này giống như là chúng ta đang ngồi trong một phi thuyền ha, rất rất là tương lai. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang sau để trải nghiệm cái khoang sau nha. Thường về sau các bạn, những cái chiếc xe mà được nâng cấp bạn, thì cái phần kích thước của chiếc xe cũng là sẽ làm được to hơn so với cái phiên bản trước đây. Nó thường nó sẽ to hơn không nhiều, nhưng mà thường nó sẽ cải tiến giúp cho cái người ngồi của chúng ta cảm giác là chúng ta nó sẽ rộng rãi hơn, cũng như là nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản trước. Cái phần khi mà chúng ta ngồi từ phía sau bạn, các bạn sẽ thấy là cái phần gối đầu nè, nó cũng sẽ khác so với lại cái phiên bản trước đây. Chúng ta sẽ thấy nó có hai cái tia sắt ở đây, rồi có một cái gối đầu thì được thiết kế rất là đơn giản, cũng như là nó truyền thống từ xưa tới giờ rồi đó. Nhưng mà với cái gói đầu hiện tại bây giờ thì các bạn sẽ thấy là cái phần ghế xe của chúng ta nó thể thao hơn, cũng như làm cho phần nội thất của chúng ta nó cũng thêm cái phần cá tính và thú vị hơn rất là nhiều. Khi mà hiện tại bây giờ thì Duy ngồi ở cái khoang sau thì Duy cảm giác là chiếc xe nó vẫn rất là thoải mái ha. Thực ra với chiếc xe GLC 300 cái phiên bản trước đây thì nó cũng đã rất là rộng rãi, rất là thoải mái rồi đó. Nhưng mà với phiên bản sau này thì cái ghế nó cũng sẽ được cải tiến hơn. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy là lo xe là một cái chi tiết mà Duy nghĩ là có rất là nhiều những anh chị quan tâm chọn cái chiếc xe của bạn bởi vì cái bộ lo thôi ha. Duy cũng có rất là nhiều khách hàng như vậy đó. Thì GLC 300 được trang bị cái loa boom master, vẫn là loa boom master giống như cái phiên bản trước đây, nhưng đối với phiên bản 2023 này thì là được trang bị 15 loa thay vì trước đây là chỉ là 13 loa thôi. Thì cái hệ thống âm thanh của boom master này nó được trang bị giống như trên C300 hoặc là trên là S450 hoặc là S450 Maybach các bạn. Thì với cái âm thanh này thì Duy nghĩ là chắc chắn rồi, các anh chị các bạn không thể nào chê được. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe GLC 300 phiên bản all new này. Về phần động cơ thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 được trang bị cái động cơ 2.0 lít mild hybrid các bạn. Mild hybrid có nghĩa là hybrid nhẹ. Đó thì bằng cách là nó sử dụng một cái động cơ điện 48V, nó bổ trợ thêm cho cái động cơ xăng này, giúp cho cái việc vào vận hành của chúng ta êm ái, tiết kiệm hơn cũng như là mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Thì với cái động cơ 2.0 này thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe GLC 300 đang sử dụng cùng chung động cơ với lại cái chiếc xe C300 2022, cái phiên bản mới nhất các bạn. Thì đây là cái động cơ có thể nói là tối ưu nhất hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz rồi. Với là 2.0 lít thôi các bạn, nhưng mà chiếc xe GLC 300 nó sẽ cho công suất lên đến là 258 mã lực. Hộp số của xe vẫn là hộp số tự động 9 cấp 9R Tronic danh tiếng của Mercedes-Benz. Ok, bây giờ Duy sẽ xin tạm dừng video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là chiếc xe GLC 300 AMG phiên bản all new này, thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.